Hai Vinh chào tất cả mọi người đã trở lại với chương trình mình là Racing Loop Story. Và hôm nay kênh cũ của mình nó đã bị xóa khỏi YouTube rồi. Đây là video mới của cái kênh mới. Ok, vô video thôi. Thì mới C3 mà đưa mình xuống hang gặp MU rồi mấy không ạ? Giờ thì lên trên chặt gỗ thôi.